chào mừng quý vị quay lại kênh YouTube Ong Mật Cao Nguyên Highland Bee. Hôm nay, Ong Mật Cao Nguyên tiếp tục muốn giới thiệu đến quý vị bài viết có nhan đề 9 sự thật chưa được biết về mật ong. Thiên nhiên ban cho chúng ta các thực phẩm tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Mật ong là một trong những thực phẩm tốt đó. Tuy nhiên, 10 sự thực hứng thú về mật ong dưới đây có thể là điều mà chúng ta chưa được biết đến. 1. Mật ong là loại chất ngọt duy nhất không được nhân tạo, thậm chí mật ong còn là một liệu pháp chữa trị một số bệnh tật nào đó. 2. Độ pH của mật ong khoảng từ 3 đến 4, có khoảng 18% thành phần là nước. Do mật ong là một loại chất rất ổn định, nếu cất giữ cẩn thận, có thể để cả trăm năm không biến chất. 3. Mật ong có thể giảm bớt tích tụ chất béo trong hệ thống tim mạch. 4. Mật ong không lên men ở trong dạ dày giống như đường tinh luyện và đường mía, vì vậy không tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn cho chúng ta. 5. Mật ong có thể là phân tử đơn giản nhất hình thành nên đường, vì vậy không thể liên tục phân giải. Điều này làm cho mật ong có thể trực tiếp thông qua ruột non vào trong máu và không gây ra bất cứ vấn đề gì về hệ tiêu hóa như đường mía. 6. Mật ong là loại chất tốt nhất chữa trị thương bỏng. Mật ong có thể giảm nhẹ đau nhức rất hữu hiệu, làm cho vết thương nhanh chóng hồi phục và không để lại sẹo. 7. Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loại vitamin và chất chống oxy hóa trong mật ong, trong đó chỉ có mật ong mới có chất pinocembrin. 8. Mật ong là một liệu trình an toàn và rất có hiệu quả trong phòng chữa ho cho trẻ em. Hiệu quả của mật ong trong lĩnh vực này còn tốt hơn các loại thuốc ho khác. 9. Một nghiên cứu mới nhất cho biết, trước khi tập luyện thể thao, vận động viên uống chút mật ong thì có khả năng khôi phục thể lực nhanh hơn các vận động viên không uống. Hy vọng thông qua video này, quý vị sẽ ghi nhớ thêm nhiều thông tin bổ ích liên quan đến mật ong, cũng như biết cách sử dụng mật ong một cách hợp lý, mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu quý vị yêu thích những kiến thức mà chúng tôi đưa ra, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Ong Mật Cao Nguyên, cũng như đón xem những video mới nhất. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.